Trưa ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Indonesia để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của thủ đô Jakarta, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã được chào đón nồng nhiệt bằng điệu múa truyền thống của Indonesia. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN năm 2023. Sau đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, tiếp Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Thủ tướng dự lễ khai mạc, phiên toàn thể và phiên họp hẹp hội nghị. Ngoài hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tham dự những hội nghị cấp cao liên quan như hội nghị cấp cao ASEAN với các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3. Dự kiến người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số nước nhân sự kiện này. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Đây là hoạt động cấp cao thường niên lớn nhất của khu vực, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Australia, New Zealand, Canada, Liên Hợp Quốc cùng nhiều đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.